nhờ rộng y trọng phản hàm phương nhìn sống lỡ rộng xa ổ tò cho các lần dưới mẹ hà nếu nùa cụ dơ lòng thẳng dù ca đầu lặng cám đầu lặng nào nhờ dù trong sải tò lời chàng tha nư nhờ vị chàng của thầy mô lực thẳng nè cụ thầy ở đây ha cho từ lâu thầy sẵn cho mình sẽ được cho của nó thế tạm sẵn được cho của nó chỗ lợi ok nếu chỉ cho của rất lớn để chế tay ra mình ở chặt tàu cũng mà phim ít sẽ ở đây cho thú vị cho mẹ từ nào tất cả thầy sẽ nó ha xong nó ha mong cho giá vấn đề nó cũng giờ cho thầy sẽ elephant nó xí nên vì chàng cho họ cho cá này cho cá tông cá tàu sang tàu làng mà nhà hàng đầu chợ trẻ là chỉ tổ chỉ tờ làng chỉ tàng này ha ít cho ca khởi công ta chỉ chắc ngắn bài back on topic cán đầu làng nó vậy khó chỉ những trăm lời nhớ cho hù khó kỳ lạ nó ha giờ có tổ ca chỉ một làng trên tàu của chỉ tờ lấy nó ok mà mẹ ở chủ tàu là mùng chả hai dù cho ta của đầu làng lũ lũ giờ ít cho ta còn đầu tật trở đầu mơ mơ tệ tệ dù cho ít cho ta đầu trừ ít cho ta đầu làng lũ lũ em đầu tỉnh hai mơ ý dạng giờ cho ta đầu làng lũ dù chủ yên thế nào ok giờ này chỉ tổ cho ít cho ớt cho bê cho kẹp lâu cho chi dây mộng chỉ tập án đồ lắm luôn với chủ dân liệu ok nhờ vì lý chán cho họ lộ lúc mà lúc lộ cái lúc mà chè thọ mộng tế đồn tế đồn rào là chè cây với chủ nó chỉ thọ lộ lúc lắm nó mà cứ tìm ra là ca power lý do lắm tan đầu làng ấy khỏi chỉ chiến trong lời nhau chủ của các sinh trời mẹ ở chủ cho bự cho rồi mẹ chủ chẳng chủ mẹ chủ nó muốn trái cho cá ổn đầu làng luôn luôn ấy anh nên đầu làng luôn luôn nâng cả thang rồi nên đầu thì tỉnh mà mót cho trò kẻ mẹ khỏi chết rồi dễ dàng chế đầu hình nữa ok cú sáu mới chỉ là một kha ha thả cờ mẹ hà trọng dù cả mẹ hà bao ha mẹ hà lửa một trà dùa ha dù cho cá còn đầu làng nhà cá đầu làng nó lưu lợi chè nhìn mùa cho kẹo còn tàu nhớ rồi lên nào ok đã cán đầu làng về cụ chùa là một thằng ha bà mình chỉ nói cả mẹ hà trọng từ mẹ hà bao từ xứ ha mẹ hà là mình cha cả tàu chả cá còn đầu làng luôn ha là một ad ít khoảng mở áp bên tụi phong nhìn một comment ha nổ cụ sự cỏ của ở đây xuống là tất cả thái sinh nó về cũng mất thay sau sự ôn trộn lại video cho cả mấy cụ nào thế nếu nói giờ lu bê lên du hành thì bê chờ ở hàng cổ gì lâu một bê chờ thì em chọn đu nhớ tới chờ thuộc cái mấy thứ bù lợi cũng mất phải ra tăng nên qua nếu nọ khó nếu cho quấn cho xa lợi ta sẽ chỉnh ổn lệ và hát cho xa ta mấy giờ khởi tàu lại video đi theo nó ha cả mấy hạt bộ ấm đây thuộc cái thái sản đâu tôi nói trên tàu nó nha là chỉ của do cho thôi chúng nó mong của yêu cho tụi nó ok chè ta sẽ nói nên như trình chùa cũng muốn tu tao lên nó trình như chùa tao phu rồi hả nào ok tụi cá nhìn vô hình hay sang hình này ta sẽ tụi cá trình chùa tao phu ha để của chúng mình chùa tao lâu chưa lúc này nữa hả nào ok thằng chúng tao thường để của những món chùa phu ít tệ ha ok chè này lúc cho cái tụi thầy tao lâu chưa lúc nào hả nó tụi mạo nó chế hopefully như fertilize tăng trưởng ibash đấy thổn để thắc cho tông máu chế tàu yêu nó nữa thắc nữa chắc ăn được tổ bù rồi ha ta chỉ có ta xây bộ fertilize rồi lấy chăng ta sẽ hát xuống là cá tàu làng chế của chùa lùng thảm mình chỉ nói xứ cỡ mấy hà tàu tàu hàng càng xa
cả mấy hạt bao là mùng là bàn xù hát chẳng xù để cả lồng trà cả tàu chả ăn tàu lặng muốn lụ nó thế bên mà là xin chị tôi lịch lại cái gì ở chỗ